Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Cẩm Yến xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Một linh mục, 12 đám tang, công việc đầy thử thách của linh mục công giáo duy nhất tại Uvalde. Nhật ký trừ tà số 192, tay sát thủ ở Uvalde có bị quỷ ám hay không? Nhận định của nhà trừ tà. Thượng phụ Kirill được chừa ra khỏi các lệnh trừng phạt của Liên hiệp Âu Châu vì sự phản đối của Hung Gia Lợi. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Một linh mục, 12 đám tang, công việc đầy thử thách của linh mục công giáo duy nhất tại Uvalde. Cha Eduardo Morales là linh mục duy nhất tại nhà thờ công giáo Thánh Tâm, là giáo xứ công giáo duy nhất ở Uvalde, Texas. Kết quả là ngài thường được gọi là cha Eddie, có nhiệm vụ nặng lòng là chủ sự 12 đám tang trong vài tuần tới cho các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt ở trường tiểu học Rope. Cứ như thể đó là một đám tang lớn, không hồi kết. Ngài chia sẻ với WFAA TV, một chi nhánh của ABC. Ngài cũng nói với Washington Post rằng đây là một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn vì mọi người ở đây đều biết ai đó đã bị giết. Tôi đang chôn cất các giáo dân, nhưng đó là những người tôi đã biết cả đời và đó là điều gây khó khăn. Đó là một vai trò mà không một linh mục nào có thể tưởng tượng phải thực hiện, nhưng đó là một vai trò sẽ mang lại rất nhiều sự an ủi cho tàn quyến. Cha Eddie đã phục vụ giáo xứ trong 6 năm qua và chắc chắn đã chủ sự một số bí tích đầu tiên cho những đứa trẻ không may này. Bất chấp vai trò khó khăn này, cha Eddie đã chia sẻ một thông điệp nhất quán trong tất cả các thánh lễ của mình. Giận dữ cũng được, nhưng sự tức giận đó không thể chuyển thành hận thù. Như cha đã chia sẻ ra vào thứ Bảy, sẽ có rất nhiều nước mắt và rất nhiều nỗi buồn. Nhưng khi chúng ta tiếp xúc, kỷ niệm cuộc sống của họ, họ sẽ bật khóc vì sung sướng. Rất may là cha Eddie có thể dựa vào Đức Tổng Giám mục Gustavo Garcia Silva, người lãnh đạo các tín hữu công giáo tại 19 quận của Texas trong thời gian đòi hỏi nhiều cảm xúc này. Vị Tổng Giám mục đã có một sự hiện diện cầu nguyện cho các gia đình đau buồn và cũng chủ trì tang lễ của một giáo viên đã bị giết, cũng như chồng của cô ấy đã chết chỉ 2 ngày sau sự nổ súng. Một số linh mục và phó tế từ các khu vực lân cận đến để giúp cha. Cuồng nhiệt với các thánh lễ hàng ngày và đám tang, điều này chắc chắn sẽ chứng minh sự hỗ trợ quan trọng khi ngài phải đối mặt với yêu cầu khó khăn khi kỷ niệm rất nhiều sinh mạng trẻ đã bị lấy đi trong hoàn cảnh khủng khiếp như vậy. Kể từ khi vụ nổ súng xảy ra, những lời cầu nguyện đã tập trung vào các nạn nhân và gia đình của họ. Cha Eddie chắc chắn sẽ hoan nghênh những lời cầu nguyện của chúng ta trong vài tuần tới khi ngài chia sẻ tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô với đàn chiên của mình. Nhật ký trừ tà số 192. Tay sát thủ ở Uvalde có bị quỷ ám hay không? Nhận định của một nhà trừ tà. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào một vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề Nhật ký trừ tà số 192, tay sát thủ ở Uvalde có bị quỷ ám hay không? Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.
Thanh niên 18 tuổi, Salvador Ramos bước vào trường tiểu học Grove ở Uvalde, Texas và nổ súng bằng một khẩu súng trường kiểu AR-15, giết chết 19 học sinh và 2 giáo viên và làm bị thương nhiều người khác. Anh ta chắc chắn đã tham gia vào một hành động xấu xa nhất. Tất cả những điều xấu xa như vậy cuối cùng đều tìm thấy nguồn gốc từ vương quốc bóng tối của Satan. Nhưng nhiều người đã hỏi tôi gần đây rằng anh ta có bị quỷ ám không? Cho đến nay, các trình thuật tin tức không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về các triệu chứng bị quỷ ám trước đó, hoặc thậm chí bất kỳ bệnh tâm thần nào có thể chẩn đoán được. Ông của anh ta cho biết rằng ông không hay biết về bất kỳ sự đau khổ nghiêm trọng nào trước đây của cháu trai mình, cũng như người thanh niên này không có bất kỳ tiền sử phạm tội nào. Tuy nhiên, có một nhóm các động năng trong cuộc sống của tay sát thủ khiến anh ta có nguy cơ đáng kể đối với hành vi bạo lực như vậy. Có một hội chứng lâm sàng do FBI tạo ra về các tay sát thủ. Tay sát thủ tại Uvalde có nhiều điểm được nêu ra trong số những điều này. Sự cách ly. Ramos được cho là không có bạn bè và được gọi là kẻ cô độc. Trong công việc, anh ta cố tình không gần gũi ai. Môi trường gia đình đau khổ, Ramos sống với ông bà ngoại. Có báo cáo là đã có những trận bùng nổ xúc động khi anh ta hét lên tức giận với mẹ mình và cảnh sát được gọi đến. Người cha phần lớn vắng bóng trong những năm gần đây. Không có đề cập đến việc Salvador Ramos đi nhà thờ hoặc bất kỳ sự kiện xã hội hoặc tôn giáo nào. Lòng tự trọng thấp. Ramos mắc chứng nói lắp nghiêm trọng và ngọng rất nặng. Anh ta đang đứng trước bờ vực của việc không tốt nghiệp cùng các bạn bè trong lớp của mình. Một đòn giáng thêm vào lòng tự trọng của anh ta và là nguồn gốc của xung đột với bà của anh ta, là người mà anh ta đã bắn chết. Việc anh ta không tốt nghiệp có thể là sự kiện báo trước cho hành vi bạo lực của anh ta. Cảm giác bị bắt nạt. Một số thông tin cho rằng Ramos nhiều lần bị bạn học bắt nạt. Những người khác báo cáo rằng anh ta là kẻ bắt nạt. Có lẽ đó là một chút của cả hai. Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy đã bị cô lập khỏi các học sinh khác. Điều này càng làm tổn hại đến lòng tự trọng của anh ta. Nội tâm tức giận, thịnh nộ đi đôi với cảm giác bất lực. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đang có một sự tức giận và thịnh nộ bên trong ngày càng lớn. Anh ta được cho là có vấn đề liên quan đến tức giận. Cảm giác bất lực của anh ta khi đối mặt với cơn thịnh nộ này, do đó đã dâng trào và sôi sục trong sự cô lập của anh ta. Nỗi đau nội tâm thể hiện qua bạo lực bên ngoài. Cách duy nhất của Ramos để đối phó với tình trạng bất ổn bên trong này là dùng bạo lực từ bên ngoài. Anh ấy mang theo găng tay đánh bốc và thường tham gia vào các cuộc đánh đấm với các học sinh khác. Tự ái, thiếu sự đồng cảm và thiếu tập trung vào bản thân. Các bài đăng trên Facebook của anh ta bộc lộ một kiểu tự ái và tập trung vào bản thân. Anh ta khoe khoang về những hành động bạo lực sắp xảy ra. Trước đây, anh ta đã quấy rối các nhân viên khác với câu hỏi, "Mày có biết tao là ai không?" Sự hung hãn bạo lực của anh ta tại trường học sẽ khiến anh ta được quốc tế công nhận là tác nhân của cái ác. Sự tha hóa tột độ là một phần của lòng tự ái và mong muốn được nổi tiếng trước công chúng. Anh ta đã đăng, "Tôi đã bắn chết bà mình và tôi sẽ nổ súng vào một trường tiểu học." Có những bài đăng trên mạng xã hội trước đây của Ramos mà nhìn lại là những hình ảnh đáng báo động về bạo lực trong tương lai của anh ta. Hơn 2 tháng trước, trên mạng xã hội, anh ấy đã thảo luận về việc trở thành một vận động viên bắn súng ở trường học. Đây không phải là một vụ bạo lực bộc phát bốc đồng, mà là một sự kiện đã được lên kế hoạch trước đó bằng việc mua 2 vũ khí bán tự động, hàng trăm viên đạn và một áo giáp. Chúng ta thấy những đặc điểm chung của những kẻ xả súng ở trường học và những kẻ khủng bố được gọi là những con sói đơn độc nơi Salvador Ramos. Hồ sơ này cũng là điển hình của cái mà chúng tôi, trong chức vụ trừ tà của mình, gọi là não quỷ. Những con quỷ tương tự như giận dữ, bạo lực, thịnh nộ,
cảm thấy mình là nạn nhân, bị cô lập và cực kỳ tự ái, thiếu sự đồng cảm. Ramos được cho là đã bắt đầu mặc đồ đen và sử dụng bút kẻ mắt màu đen. Trong khi chúng ta không thể đổ lỗi mọi hành động xấu xa cho ma quỷ, người ta cảm nhận được dấu chân của chúng trong vụ việc này và nơi hung thủ. Có rất nhiều người trên thế giới này đã trở thành nạn nhân, nhưng không kết thúc nơi việc bắn giết những đứa trẻ vô tội. Hành động này hoàn toàn là xấu xa như nhiều người đã mô tả nó. Ít nhất, Satan chắc chắn đang thì thầm vào tai của kẻ bắn súng, cám dỗ anh ta thực hiện một hành động xấu xa như vậy, như ma quỷ vẫn thường cố gắng làm ở một mức độ nào đó đối với tất cả chúng ta. Nhưng trong trường hợp của Ramos, Satan có thể có một chỗ đứng vững chắc hơn do động lực não quỷ cơ bản của anh ta bị rối loạn chức năng. Ramos là mục tiêu dễ bị tấn công hơn đối với ảnh hưởng của kẻ ác. Rất có thể anh ta đã bị ma quỷ ám ảnh, và do đó, Satan sẽ có một sự lung lay mạnh mẽ hơn đối với anh ta. Sau đó, Satan lấp đầy tâm trí bằng những ý nghĩ xấu xa. Cuối cùng, khi Ramos thực hiện hành vi giết người, anh ta thậm chí có thể đã bị ma nhập. Tại một thời điểm, trong quá trình giết những đứa trẻ, anh ta ớn lạnh và đã nói rằng, đã đến lúc phải chết. Khoảnh khắc này có thể khiến người ta nhớ đến Giuđa trong bữa tiệc ly. Sau khi anh ta nhận được chiếc bánh từ tay Chúa Giêsu, Satan nhập vào anh ta. Sự cam kết cuối cùng của Giuđa là phản bội Chúa Giêsu và hành động theo điều đó dẫn đến việc Satan nhập vào anh ta. Những phản ánh này vẫn là suy đoán dựa trên các điều mà truyền thông cho đến nay và có thể được sửa đổi. Nhưng chúng ta không nên đánh giá thấp chiến trường của cuộc chiến tâm linh mà tất cả chúng ta đều tham gia. Hơn nữa, chúng ta không nên để mảnh đất màu mỡ cho kẻ ác có được chỗ đứng. Nếu Salvador Ramos được xác định sớm hơn nhiều là một người thích mạo hiểm và được áp dụng các biện pháp trị liệu tinh thần thích hợp, thảm kịch này có thể đã được ngăn chặn. Theo thống kê của FBI, những vụ bạo lực và khủng bố như vậy đang gia tăng nhanh chóng ở Hoa Kỳ. Hơn nữa, ngày càng có nhiều cảm giác bị cô lập, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Sự tan vỡ của gia đình, tỷ lệ tự tử của thanh thiếu niên gia tăng và sự suy giảm mạnh trong việc thực hành đức tin Kitô. Khi những xu hướng này tiếp tục, bạo lực có khả năng bùng phát và bạo lực sẽ tiếp tục tiến trên cùng một quỹ đạo gia tăng. Làm thế nào chúng ta có thể trả lời? Thực hiện nhiều thay đổi cần thiết trong trường học và xã hội của chúng ta do các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và thực thi pháp luật đề xuất. Xây dựng một gia đình, cộng đồng và đất nước lành mạnh hơn về mặt tâm lý và tinh thần. Quan trọng nhất là cầu nguyện và cầu nguyện. Chúng ta đang chiến đấu cho linh hồn của quốc gia này. Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của một lời cầu nguyện đơn giản. Chính Thánh Linh của Thiên Chúa là đấng soi dẫn lời cầu nguyện của chúng ta, và chính Thiên Chúa sẽ làm cho lời cầu nguyện đó thành hiện thực. Và trong Ngài, chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi nào đó giữa thảm kịch khủng khiếp này. Thượng phụ Kirill được chừa ra khỏi các lệnh trừng phạt của Liên hiệp Âu Châu vì sự phản đối của hung gia lợn. Thượng phụ Kirill, người đứng đầu giáo hội chính thống của Nga, sẽ bị loại khỏi gói trừng phạt mới nhất của Liên hiệp Âu Châu đối với Nga sau phản đối của Hungary, ba nhà ngoại giao nói với Euronews. Brussels cáo buộc thượng phụ Kirill ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine và hoạt động như một người tuyên truyền cho chế độ của Vladimir Putin. Trong một bài thuyết giảng vào đầu tháng 5, Kirill tuyên bố rằng Nga chưa bao giờ tấn công bất kỳ ai và chúng tôi không muốn xảy ra chiến tranh. Ông nói thêm, thật là ngạc nhiên khi một đất nước vĩ đại và anh hùng chưa bao giờ tấn công bất cứ ai. Nó chỉ bảo vệ biên giới của mình. Hungary nhiều lần cho biết họ chống lại danh sách đen, gọi đây là vấn đề tự do tôn giáo. Quan điểm của chúng tôi đối với Thượng Phụ đã được biết đến từ lâu. Phát ngôn viên người Hung gia lợi,
Zhotankovac nói, việc đưa vào danh sách đen dẫn đến việc đóng băng tài sản và lệnh cấm đi lại. Kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu, Liên hiệp Âu Châu đã nhắm tới 1.093 cá nhân được coi là có vai trò phá hoại chủ quyền của Ukraine. Các biện pháp trừng phạt mới, bao gồm lệnh cấm một phần nhập khẩu dầu của Nga, đã nhận được sự ủng hộ chính trị của các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu vào đầu tuần này để các đại sứ đàm phán về các chi tiết kỹ thuật và hoàn thiện. Chính trong những cuộc thảo luận này, Hung Gia Lợi đã đưa ra sự phản đối kiên quyết của mình mà họ vẫn duy trì cho đến khi tên của Kirill bị loại khỏi danh sách. Điều này đánh dấu chiến thắng chính trị thứ hai của Hung Gia Lợi trong tuần này. Hôm thứ Hai, Viktor Orbán đã bảo đảm quyền miễn trừ vô thời hạn đối với các đường ống dẫn dầu để đổi lấy việc chấp thuận lệnh cấm vận khai thác dầu trên biển. Một nhà ngoại giao có sự thất vọng sâu xa đối với Hung Gia Lợi. Các đại sứ đã quyết định nhượng bộ Hung Gia Lợi như một cách để cho phép gói trừng phạt được công bố gần một tháng trước được tiếp tục. Các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp Âu Châu đòi hỏi sự nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên. Một nhà ngoại giao khác nói, với tình thế không cần thiết này, Hung Gia Lợi đã đánh mất một chút thiện chí còn lại giữa các đồng nghiệp của mình ở Trung và Đông Âu. Hung Gia Lợi chưa bao giờ bị mất cảm tình như vậy trước đây. Hung Gia Lợi cũng đã yêu cầu một lệnh miễn trừ kéo dài 3 năm đối với việc bán các sản phẩm tinh chế làm từ dầu của Nga, nhưng yêu cầu này đã bị từ chối. Gói trừng phạt thứ 6 sẽ có hiệu lực sau khi phiên bản chính thức được công bố trên tạp chí chính thức của Liên hiệp Âu Châu. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.